Cho ơi mỗi sớm tinh sương, ta cùng nhau cặp sách đến trường. Mình bên nhau bao tháng ngày đèn sách rồi trao. Dòng mực xanh trang giấy trắng buồn vui chuyện trò. Bên cô thầy luôn lưu làm sao. Rồi hôm nay mỗi cô trò chúng tôi được gặp nhau một ngày đầu xuân, nhưng mà sau đó thì dịch Covid-19 đã xuất hiện gần rất là nhiều người trên thế giới, và các em và cô giáo đã nhận được công văn hỏa tốc và yêu cầu nghỉ học để phòng tránh dịch. Thì cô trò tôi rất là buồn vì không được gặp nhau, không được đến trường, các em không được học bài nó quy củ như thường ngày. Và trong cái thời gian dịch thì đã thực hiện rất là nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên. Thứ nhất là chúng tôi đảm bảo vệ sinh quang cảnh trường và thường xuyên liên lạc với các em học sinh để nắm bắt được tình hình các em phòng tránh dịch. Đặc biệt là trong thời gian nghỉ dịch thì chúng tôi cũng thường xuyên là online và giảng bài cho các em, hướng dẫn các em làm bài tập và ôn bài. Và cho nên cái việc học của các em cũng vẫn được đảm bảo, nhưng chúng tôi vẫn mong rằng dịch Covid-19 được kết thúc thật sớm để cô trò chúng tôi được gặp nhau, được đến trường để thực hiện tốt cái sứ mệnh mình, đó là dạy dỗ các em cho hoàn thành chương trình học. Bao tháng ngày đèn sách rồi.